các anh chị nhận được lời khuyên rất nhiều. Các anh chị cũng khuyên nhiều người rồi. Nhưng thực sự thật là lời khuyên là cái thứ rất là ngốc nghếch và rẻ tiền. Mình cũng đi khuyên thoải mái lắm. Nhưng đâu có làm được đâu. Hay là cấm á, cấm tức á. Đố mà cấm tức được, làm sao mà cấm tức được các anh chị? Không thể cấm được. Nó là một phần của cảm xúc. Nó là ở trái tim của mình, nên không thể cấm được. Làm sao cấm yêu được? Hai đứa nó yêu nhau, các anh chị cấm, các anh chị ngăn sông cách núi á, vẫn yêu. Vẫn yêu, đưa đi nước ngoài á, ngăn về mặt địa lý á, nó vẫn yêu. Bởi vì cái trái tim nó đâu có không gian và thời gian. Nó rất gần nhau, nhưng nó cũng có thể cái quãng đường từ trái tim đến trái tim nó lại rất xa nhau. Có thể hai người ở bên cạnh nhau thôi, nhưng mà bực bội nhau, khó chịu nhau, và cái khoảng cách giữa hai cái trái tim nó rất là xa. Có thể vẫn nằm cạnh nhau đấy, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim cũng rất là xa, cực kỳ xa. Nhưng có thể từ đây Việt Nam đến Mỹ, nhưng hai trái tim lại rất là gần, cực kỳ gần. Thậm chí họ có thể lồng vào nhau, đúng không? Chỉ có thể lồng vào nhau thôi, làm sao có lời khuyên được, làm sao mà cấm yêu được, làm sao mà cấm giận được, làm sao mà cấm ghét được. Các anh chị cấm bao lâu rồi có được đâu. Các anh chị thấy con của mình nhá, đánh nhau, ghét nhau, chửi nhau, đứa lớn với đứa bé, đúng không? Ngày nào các anh chị chả lặp lại kịch bản anh em thì phải yêu nhau chứ, anh em suốt ngày đánh nhau, cãi nhau, tranh giành của nhau, ngày nào cũng có cái kịch bản đấy. Thế bây giờ kết quả thế nào rồi? Các anh chị yêu nhau chưa? Hết đánh nhau chưa? Hết cãi nhau chưa? Hết tranh nhau chưa? Các anh chị có câu trả lời rồi. Ngày nào các anh chị cũng giảng anh em thì phải yêu thương nhau, đoàn kết nhau, bảo ban nhau. Sao lại suốt ngày đánh em? Sao lại suốt ngày tranh giành với anh? Ngày nào mẹ cũng khuyên. Mớ thần tượng mẹ lắm đấy. Mẹ khuyên bao năm rồi, vẫn thế, đúng không các anh chị? Vẫn đánh nhau, đúng rồi. Vì nó đâu có chuyển hóa được. Không có. Thậm chí anh em 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi xích mích với nhau, và đã mấy chục năm rồi, bố mẹ khuyên can, thôi, chín bỏ làm 10 con à, anh em như chân với tay, anh em ruột thịt, thôi thì lọt sàng thì xuống nia, thôi con à, bỏ qua cho nhau, đoàn kết với nhau. Lời mẹ dạy đúng quá chứ. Con 40 tuổi rồi, con 50 tuổi rồi, nhưng mà con tức nó lắm, không chịu được mẹ. Có tha đâu. 40 tuổi vẫn đâu chơi với nhau, 50 tuổi vẫn đâu chơi với nhau. Thậm chí có những ông 70-80 tuổi còn không chơi với nhau, anh em còn cạch mặt nhau. Mặc dù trước khi mẹ chết, mẹ qua đời mẹ chăn chối. Cái gì mẹ cũng làm được rồi, cái gì mẹ cũng thấy hài lòng rồi. Chỉ có một điều mà khiến mẹ ra đi chưa thanh thản là anh em mày không đoàn kết. Thế bây giờ, thôi thì trước khi mẹ chết, mày hứa với mẹ là đoàn kết mấy em. Hứa đấy, để cho mẹ chết nhắm mắt đấy. Mẹ chết xong, lại thế. Lại thế luôn á. Họ bị kẹt mà. Nên là khuyên nhau đâu có hết ở đâu. Ngày nào các anh chị cũng khuyên đâu hết rồi. Nên là khuyên nhau á, đừng buồn, đừng giận, đừng hờn. Ngốc lắm, không làm được. Không làm được. À, chị Ngọc Trâm nhà em có hai ông cậu bên chồng. Ngồi với nhau y như là gì? Răng mới sao à? Trăng mới sao à? Chứ gì? Mặt trăng với mặt trời, đúng không? Kiểu như là ông này tròi lên thì ông kia phải ngụp xuống ấy. Như là ông mặt trăng với mặt trời ấy. Ông này tròi lên thì ông kia phải ngụp xuống, kiểu như vậy. Đúng rồi. Trời ơi, họ nhận được nhiều lời khuyên lắm luôn ấy. Nhưng họ vẫn thế đây. Họ vẫn thế, họ đau khổ lắm đấy. Họ kẹt lắm đấy. Họ kẹt cứng luôn á. Họ đau khổ lắm. Cực kỳ đau khổ. Nhưng mà bởi vì họ bị mắc kẹt nên họ không gỡ được. Nên là không có lời khuyên. Các anh chị ạ. Thế bây giờ làm nào để giải phóng cơn tức giận? Thôi thì cứ học cha mẹ thông thái thôi chứ làm thế nào. Có khóa miễn phí này, có khóa có tiền này, thì học khóa nào cũng được.
Nếu mà vẫn còn tức giận nhiều quá mà chưa có tiền thì cứ học khóa miễn phí, cũng phần nào giải phóng được cơn tức giận đi đấy các anh chị ạ. Còn nếu mà khuyên á thì không có ra. Nên là học cha mẹ thông thái giúp con thành tài nha. Cuối tuần này nha các anh chị nha, là gala cuối năm 2021, cha mẹ thông thái giúp con thành tài. Và đây là chương trình thứ 19 trong hành trình cha mẹ thông thái giúp con thành tài năm 2021 các anh chị ạ. Và vì vậy thì cuối tuần này học thôi, để giải phóng nó thôi. Phải giải phóng. Còn cố không được, mình cố mãi rồi. Nếu mà mình cố được đã xong rồi các anh chị ạ. Nếu mà các anh chị cố được thì xong luôn rồi đấy. Nếu mà mình tự làm được ấy thì đã xong rồi. Rất nhiều lần mình nói là mình không tức nữa, mình không cáu nữa, mình không bực nữa. Nhưng đâu giải quyết được điều đấy đâu. Mai vẫn trở lại cái con người, cái máng lợn của mình. Cô Linh hay trêu mọi người là Mai vẫn lại hiện nguyên hình. Mai vẫn lại trở lại cái máng lợn của mình như bình thường. Nó chỉ có cách là chữa lành ở cấp độ tế bào, chuyển hóa ở cấp độ tế bào mà mình giải phóng được. Không hiểu vì sao mình giải phóng được, không cần phải cố một tí nào cả. Và lúc đấy mình hành động bằng vô thức, không còn phải cố nữa. Ngày hôm qua nhìn thấy người này cảm thấy khó chịu lắm, nhưng ngày hôm nay thì thấy rất bình an. Vẫn nhìn họ thấy rất bình an. Lúc này là các anh chị được chuyển hóa cấp độ vô thức rồi. Mình được chuyển hóa cấp độ tế bào rồi. Mình được chữa lành ở cái cấp độ tế bào rồi các anh chị ạ. Có thể cái ký ức nào đó về cái cơn tức giận của mình nó được giải phóng rồi, và mình không còn bị cái kẹt ở trong cái bối cảnh đó nữa. Chỉ có cách đấy thôi, không còn cái cách nào khác cả. Rồi 5 kỹ thuật để hết giận dữ, hay là 8 tuyệt chiêu để hết giận dữ. Học mãi mà không hết 5 kỹ thuật với 8 tuyệt chiêu đúng không? Không, cứ nhảy vào quy trình. Nhảy vào lớp học ấy, nhảy vào quy trình của cô Lanh ấy, thì cái cơn giận của các anh chị nó bay đi. Nó được tự động giải phóng. Khi nó được tự động giải phóng thì các anh chị soi gương là con mình, là chồng mình, các anh chị đâu có nhìn thấy cục tức giận đấy đâu. Ngày xưa nhìn thấy chồng mình mà như thế mình tiếc điên lắm đúng không? Điên lắm đúng không? Bực lắm đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình thấy bình thường, bình an. Và khi các anh chị bình an, các anh chị mới giúp được những người khác. Còn nếu mà mình không bình an thì đừng bao nói đến chuyện giúp người khác. Mình cài cảm xúc vào đấy, đừng bao giờ nói đến việc giúp người khác các anh chị ạ. Không có điều đấy đâu. Nên là cái hành trình đầu tiên là giải phóng cho chính bản thân mình. Mình sẽ gặp nhau vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Thứ 6 là pre-training, thứ 7 là cha mẹ thông thái giúp con thành tài buổi 1, chủ nhật là buổi 2 và thứ 2 là buổi thứ 3. Kết thúc chương trình. Và chúng ta có 3 buổi tối đấy các anh chị ạ. Mỗi lần nhìn cô cười là em thấy nhiều năng lượng hơn. Cảm ơn chị Thanh Bình. Cảm ơn chị Diễm Đan. Yêu cô Lanh và biết ơn những chia sẻ đầy giá trị của cô Lanh. Cảm ơn các anh chị. Nên là cô Lanh nói là cô Lanh đâu có chia sẻ cho các anh chị tư duy, hay là chia sẻ cho các anh chị kỹ thuật. Bởi vì nó vẫn không làm tế bào của các anh chị thay đổi. Nó vẫn không làm cách hành xử của các anh chị thay đổi đâu. Các anh chị mới dừng lại ở tầng biết thôi. Còn cái mà hành xử các anh chị vẫn khó khăn lắm, vẫn chật vật lắm. Nhưng nếu như mình được chữa lành ở cấp độ tế bào, mình được làm sạch, thì cái việc đấy nó là tự động thôi các anh chị ạ. Ngày hôm nay thì mình có cơ hội để nhận được bộ thẻ quyền năng các anh chị nhé. Cô Lanh nói qua một chút về cái bộ thẻ quyền năng. Thì mình sẽ như này này ạ. Các anh chị bấm đăng ký kênh YouTube, share bài viết về trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai và tag 10 người bạn của mình để họ có thể nghe được những cái trí tuệ tuyệt vời này. Và mình có cơ hội để nhận được bộ thẻ quyền năng. Cô Lanh nói qua một chút về bộ thẻ quyền năng, những cái mà chúng ta bị lệch lạc. Ví dụ như là trong cái hệ thống 30 tấm thẻ này thì có cái tấm thẻ là mình cần phải khen ngợi chồng mình trước mặt con, vợ thì phải khen chồng trước mặt con, ghi nhận chồng trước mặt con, chồng thì phải ghi nhận vợ trước mặt con. Còn nếu mình hay bị mắc kẹt là hay chê chồng trước mặt con. Đấy, bố mày đấy, đi uống rượu từ nãy đến bây giờ đã về đâu? Đấy, bảo làm cho mẹ cái này có làm đâu, lại một mình tao. Rồi
bố thì nói xấu mẹ, mẹ mày lúc nào cũng nói nhiều điếc hết cả tai, kiểu như thế. Bởi vì sao? Bởi vì mình không được ghi nhận, mình không được công nhận á, nên là mình cứ phải dìm người khác xuống để mình cố nổi lên. Nhưng đâu biết rằng khi mà dìm người khác thì cả hai người cùng chìm thôi. Nhưng mình không biết điều đấy, mình cứ quen dìm người khác lên, dìm người khác xuống để mình ngoi lên được tí. Nhưng mà đâu biết rằng khi mà mình nói xấu vợ mình trước mặt con, thì với con á, bố mẹ là những thần tượng lớn nhất. Thế thì cái thần tượng này mà nói xấu cái thần tượng kia ấy, thì nó thấy là cả hai thần tượng đều xấu luôn á. Nó cũng không muốn nghe lời mẹ đâu các anh chị ạ. Mẹ là cái gì mà phải nghe chứ, bố hoàn toàn chửi mẹ, bố hoàn toàn che mẹ cơ mà. Vậy nếu như các anh mà nói xấu vợ mình trước mặt con thì các anh lĩnh đủ rồi đấy, các anh tự mà dạy con đi. Vợ các anh sẽ không thể dạy nổi con đâu. Bởi vì con sẽ không nghe lời vợ các anh nữa, con sẽ không nghe lời mẹ nữa. Còn nếu các chị mà nói xấu chồng trước mặt con thì các anh chị lĩnh đủ rồi đấy, các chị sẽ dạy con một mình thôi. Bởi vì con các anh chị sẽ rất là coi thường bố, con các anh chị sẽ không nghe lời bố nữa. Và rồi một mình các anh chị dạy con, bởi vì bố dạy không có được nữa, vì bố làm gì có hình ảnh trong mắt con. Bố làm gì có hình ảnh trong mắt con nữa. Bố làm gì có sự ảnh hưởng trong mắt con nữa. Bởi vì bị mẹ chê thế cơ mà, bởi vì bố xấu thế cơ mà, làm sao mà có thể dạy mình nữa. Mình không có nghe lời bố nữa, nên là chỉ nghe lời mẹ thôi. Nên nếu như ấy mà các anh chị mà chê chồng trước mặt con ấy, thì các anh chị dạy con mình thôi, chồng các anh chị không dạy nữa đâu. Thế nên là trong cái bộ thẻ này là có một cái tấm thẻ là cần phải ghi nhận chồng của mình trước mặt con. Bố con tuyệt vời lắm, ô bố con giỏi lắm đấy, bố con làm cái này siêu lắm luôn ấy. Đấy, khen ngợi nha các anh chị nha, khen ngợi chồng trước mặt con, các anh thì phải khen ngợi vợ trước mặt con. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Để giúp các cha mẹ có tư duy nuôi dạy con cái thông minh, bản lĩnh, tự tin, cô Lanh đã tạo ra 10 video giúp con chủ động, tự tin và bản lĩnh. Vì thế, để nhận được món quà tuyệt vời này, các anh chị hãy bấm vào đăng ký kênh YouTube Nguyễn Thị Lanh và sau đó comment xuống phía dưới là tôi đã đăng ký. Bộ phận hỗ trợ sẽ gửi món quà tuyệt vời này đến cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với cô Lanh vào Viện Minh Trí Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.